Vâng, em xin chào toàn thể tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em đang có mặt ở Ninh Bình bằng con xe Hyundai Getz đây. Một con xe mà có lẽ là rất là nhiều người thích mua bởi vì một cái sự gọi là rất là bền bỉ, chắc chắn và một số cái phụ tùng, chi tiết máy nó rất là rẻ nên mọi người thích. Đó các bác có thể thấy là cái con xe này thân vỏ rất dày các bác nhé. Đây thì cái mâm em đã được độ chắc chắn rồi. Đây, các bác có thể thấy là ở đây là một cái cung đường sỏi đá nhưng mà Hyundai Getz vẫn hoạt động tốt. Đây, rừng núi này. Đây là bên Ninh Bình các bác nhá. Ở bên này thì không khí rất là tuyệt. Còn gì vui hơn khi mà có một con xe, thỉnh thoảng chở gia đình đi chơi, thỉnh thoảng chở gia đình đi du lịch một chút với cái giá tiền nó rất là hợp lý thôi. Rất là hợp lý đấy các bác ạ, không cần phải xe sang gì cả thì con xe Hyundai Getz nó vẫn đưa các bác đi du lịch được khắp các ngả đường, thậm chí từ Bắc vô Nam vẫn là thoải mái. Thực ra thì con xe Hyundai Getz này ngày xưa thì nó cũng không phải là xe rẻ tiền, nó ở mức tầm trung ấy các bác ạ. Đây ở mười mấy năm rồi nhưng mà cái thân vỏ của nó các bác thấy là cái độ chất chất lượng về cái chất thép của nó rất là tốt. Đây các bác có thể thấy là có gì đó hoài niệm, có gì đó nó chắc chắn. Đấy và cái này thì em đã độ trần 5D rồi. Đấy, áo ghế thì cũng được trang bị thêm. Rồi màn hình LCD lắp thêm. Đây là bản đủ các bác nhá. Con xe thì nên mua bản đủ, ở đây nó có túi khí. Đây, hiện tại thì Hyundai Getz chưa có ABS. Đấy, cái thời điểm đó là chưa có ABS. Còn gương kính, nhiều bác hỏi là gương kính của Hyundai Getz là chỉnh điện hay là cục xòe hay là chỉnh như thế nào. Xin thưa các bác là gương thì chỉnh gương thì là điện nhưng mà cục xòe thì chỉnh bằng cơm các bác nhé. Đấy, chỉnh bằng cơm. Một cái điều rất là hay khi mà trên con xe Hyundai Getz này có một cái sự rộng rãi. Đấy, các bác thấy là ghế này, hàng ghế sau rất là rộng rãi và có thể ngả, cảm giác nó rất là thoải mái. Với một cái phân khúc hạng A mà một con xe nó rộng rãi như thế này thì quả là khá là yên tâm. Hôm nay thì cũng đi tới chỗ nọ chỗ kia và cũng chia sẻ với các bác luôn là hiện tại cái con xe Hyundai Getz của em nó sử dụng rất là yên tâm. Không phải cứ xe ít tiền mà chạy không chắc không sướng được các bác nhé. Về cái độ đồng chắc thì nó hơn i10 các bác nhé. Hơn i10. Đấy các bác có thể thấy là cái bộ mâm đúc. Khi các bác độ ở cái mâm i10 thì nó vừa của Hyundai, rất là chuẩn bài và trên thị trường bây giờ thì cũng rất là nhiều người họ bán rất là nhiều luôn. Thoải mái. Nên là những cái đồ cho những cái dòng xe này rất là sẵn có, không hề thiếu một chút nào cả. Thật sự là không thể thiếu. Nó sẵn như guây các bác ạ. Đây. Đây là cái cốp của con xe Hyundai Getz thì các bác có thể thấy là nó khá là rộng. Khá là rộng. Khi bác mà chỉnh được cái ghế dựng lên đây này. Các bác chỉnh cái ghế dựng lên này. Đấy thì đấy, các bác dựng lên như thế này. Thì các bác sẽ để đồ nhiều hơn. Đây. Khoang nó lại rộng hơn một chút. Đấy. Các bác có thể thấy là chỉnh ghế dựng lên thì sẽ rộng hơn một chút. Còn bình thường thì em sẽ ngả như thế này để ngồi nó thoải mái và tựa nó sướng hơn. Có một cái điều mà em chia sẻ các bác luôn là lúc sáng thì em có đi con Hyundai Getz và chuyển đồ sang con i10 thì con i10 hai đầu nó đồ nó để cũng không hơn gì con Hyundai Getz đâu các bác ạ. Mặc dù là hai đầu nhìn cốp tưởng là to nhưng mà đồ không để hơn được con xe Hyundai Getz. Thật sự thì những cái dòng xe mà giá tiền nó hợp lý và chi phí bảo dưỡng sửa chữa của nó thì nó rất là tiết kiệm, kể cả i10. Đấy. Nhưng mà i10 bản mới bây giờ thì cũng rơi vào khoảng hơn 500. Đó là một cái điều mà rất là nhiều anh em có kinh tế thì nên mua xe mới thì hợp lý hơn. Còn những người mà chưa có kinh tế như em đây thì mua con xe cũ khi mà đã chăm sóc tốt thì vẫn là một cái sự rất là yên tâm khi mà chọn Hyundai Getz. Và cái đèn pha này thì mọi người thấy là con xe này em đã độ đèn LED thì các bác nhé, đèn xenon.
quên. Đèn xe nông này thì đi ở trên đường rất là sáng, rất sáng. Đây các bác có thể thấy là cánh cửa nó chắc, nhiều lúc em dựng cạnh con Kia Silverado mà nhìn cái con Hyundai Getz này nó vẫn có gì đó chắc chắn, mặc dù là ở hai phân khúc khác nhau, nhưng mà Hyundai Getz thì lại cho cái cảm giác là thân vỏ nó ở phân khúc hạng A thôi, nhưng mà rất là chắc chắn. Điều này rất là vui khi những bác nào mà chọn được con xe, con ngựa tốt, con ngựa hay đấy thì sẽ yên tâm hơn, sẽ ổn định hơn. Và đây là phiên bản nhập nhé, gần như là Hyundai Getz là nhập hết, các bác có thể thấy là toàn tiếng Hàn luôn đấy, nhập Hàn các bác nhé, nhập Hàn. Đây cái vô lăng của Hyundai Getz thì các bác có thể thấy là nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn đó, túi khí này. Và đây cái này thì nó cũng vẫn còn sử dụng tốt, và gầm bệ của con Hyundai Getz này nó rất là bền. Con xe mà nó có cái chất lượng kim khí về xaxi của nó bền thì nó sẽ bền nhiều mặt. Đấy, bốn loa ở cánh cửa này, bốn loa cánh cửa này khá là to, và em đã độ cái cục trầm nữa đấy. Các bác có thể xem hình ảnh Hyundai Getz từ khá là xa. Và đây em đóng cánh cửa vào thì cho một cái sự chắc chắn như Innova vậy, rất là chắc chắn các bác nhé. Đây thì cái cục trầm đây, cục trầm thì độ cũng là triệu hay là mấy triệu về với được các bác nhé. Đấy cục trầm đấy rất là to và nghe nhạc thì rất là đã. Nói chung là chỉ thiếu những cái tính năng đời mới của những con xe mới thôi, còn những cái tính năng cơ bản để mà một cái tính thực dụng về một cái dòng xe cũ thì Hyundai Getz cũng là một cái con xe rất là đáng mua. Cũng là một người sử dụng xe chia sẻ đến tất cả các bác những cái gì mà chân thực nhất đến tất cả các bác. Con này thì không có phanh ABS các bác nhé, không có phanh ABS nên các bác phanh thì đệm phanh và căn khoảng cách thì vẫn cứ là yên tâm. Phanh ABS chỉ giúp người lái an toàn thêm một chút chứ không phải là tất cả. Mình đi xe bốn bánh thì sẽ không bị ngã như xe máy đấy, không dễ bị xòe như xe máy, nhưng có ABS thì nó sẽ rút cánh rút ngắn cái khoảng cách mà từ khi bắt đầu phanh đến cái điểm dừng đó. Thì hôm nay ở một cái bãi đá gần chỗ khu vực Tràng An, Ninh Bình đấy, các bác có thể thấy là khung cảnh rất là đẹp, và có một con xe nó giá tiền nó vừa phải thôi, rất là hợp lý cho những cái bác nào mà thích một con xe cũ bền bỉ, tiết kiệm, chắc chắn và rộng rãi, mặc dù ở cái phân khúc hatchback hạng A nhưng cho một cái sự thoải mái và chạy rất là trâu bò các bác nhé. Chạy các bác có thể chạy 1.000 cây trên ngày không vấn đề gì, nếu các bác chọn cái con xe nó còn chất lượng tốt. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau.